Thưa quý vị, công trình xây dựng kè khẩn cấp chống sạt lở trên sông Trà Nóc được triển khai thi công từ giữa năm 2023 đến nay đã thực hiện được khoảng 60% tiến độ của phần tường kè và đang phấn đấu hoàn thành phần tường kè toàn tuyến trong tháng 9 năm nay. Công trình này do Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư với mức đầu tư trên 270 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương hỗ trợ 100 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của thành phố. Công trình có chi phí xây dựng gần 176 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ giải tái định cư trên 56 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 27 tỷ đồng và các chi phí khác. Tuyến kè được đầu tư xây dựng mới với chiều dài gần 2 km, kết cấu kiên cố bê tông cốt thép, có lan can, hành lang vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, thoát nước và đường giao thông. Hiện đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành phần tường kè để đảm bảo an toàn cho việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân trên tuyến.